Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn kiểu tóc side pack trên nền tóc Đấy là tóc dễ che, sợi to và tóc hơi bị xoăn Với kiểu tóc này thì chúng ta thường để mái 4637 hoặc là dễ ngôi giữa các bạn nhé Xin mời tất cả các bạn về đầu tiên chúng ta chải tóc và chúng ta xác định điểm rơi sau đây chúng ta tiến hành đẩy tông các bạn, đó các bạn đẩy tông đều lên với kiểu tóc này tại vì là tôi không đẩy moi vì cái thợ tóc là thợ tóc dễ che uh, xù nên tôi không muốn moi sâu quá các bạn mới lại khuôn mặt của khách hàng của chúng ta là hơi béo một chút nên là chúng tôi uh, tôi không thể để uh, cái phần hai bên nó moi sâu quá thì nhìn cái phần mặt của khách hàng của chúng ta sẽ bị lộ ra nhiều các bạn tôi sẽ với kiểu tóc ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng phương pháp kê lược là chủ yếu để tôi cắt gọn phần chân phía dưới tôi sẽ vẫn như mọi lần và tôi sẽ lấy phần khung trước định hình phần khung của tóc xác điểm xác định điểm rơi rõ ràng sau đó tôi định hình phần khung của của tóc và tôi tiến hành tạo khung cho cái đầu này cái khung là chúng ta dựa trên khuôn mặt của khách hàng để chúng ta tạo khung cho khách hàng của chúng ta cái khung cái độ dài ngắn ở dưới chân đó là chúng ta phải dựa trên khuôn mặt của khách hàng để chúng ta thiết kế tại vì nếu như một khuôn mặt của khách hàng mà gầy thì chúng ta phải để phần chân nó xanh còn đối với khuôn mặt của khách hàng chúng ta béo thì chúng ta phải để chân nó ngắn ngắn một chút sát còn khuôn mặt bình thường thì chúng ta để à, trắng chân bình thường thôi và các bạn khi ta, các bạn nhìn trong video các bạn thấy rõ các cái điểm rơi của tóc cái máy tóc này để các bạn căn và cắt chuột để làm sao cho nó khớp vào đúng cái điểm rơi đấy tại vì là tôi muốn giữ cái độ dài phần mái trên phần tóc phía trên để cho cái đầu xe bác chúng ta cái độ sóng tóc nó được nhiều các bạn cứ bình tĩnh các bạn đưa tông đưa nhẹ nhàng các bạn nhìn thấy cái góc nghiêng của tôi đó nó rất là phẳng tôi quay cái góc nghiêng của tôi cái đường tông của tôi rất là phẳng không hề mấp mô cũng không hề uh, uh, có cái uh, lõm nào cả các bạn phải căn chuẩn để các bạn tạo ra mặt phẳng cái phần uh, gáy của khách này là cái phần tóc nó mọc ngược nên đối với những phần tóc mọc ngược này chúng các bạn nên đè ngược cái lược lại và các bạn mới có thể uh, hớt được nó đi nếu các bạn hớt xuôi theo theo chiều Uh, tóc nó 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 mọc thì là uh, cái phần tóc ngược ấy chúng ta sẽ không hớt được. Các bạn định hình cái khung các bạn lấy chuẩn. với khách hàng bây giờ thì không đầu ai cũng thế uh, nếu mà người ta phá cách ra cắt kiểu mới thì các bạn uh, cái đòi hỏi cái quá trình quan sát với căn điểm rơi nó phải thật sự uh, chuẩn xác còn đối với những kiểu đầu này thì cái điểm rơi nó các bạn có thể nhìn một phát là các bạn thấy ngay. Các bạn định hình phần góc tai các bạn đè lược xuống các bạn hớt. sau khi lấy khung rồi chúng ta nắn chỉnh lại cái uh, để tạo cái sự liên kết cho cái lớp tóc phía dưới và phía trên. Tại vì đây là điều đầu mặt của khách uh, hơi béo một chút nên tôi sẽ không moi sâu các bạn nhé lưu ý là tôi không moi sâu đó, sau đó tôi là lấy cái khung chuẩn các bạn định hình cái khung chuẩn rồi sau đấy thì phần trên các bạn thiết kế mái với lại các bạn tạo độ tầng cho cái mái lúc đấy nó sẽ là rất là đơn giản cái phần nào mà cái liên kết nó các bạn muốn nó 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 xuôn tự nhiên hơn thì các bạn sử dụng kéo các bạn đẩy lên các bạn cắt cái phần tóc dài phía trên đi đó để chúng ta tạo tối đa cái sự liên kết giữa hai lớp tóc và khi khách bình thường khách có trải chuốt hoặc là không trải chuốt thì tóc của chúng ta khách hàng của chúng ta nó vẫn cứ theo form của nó nó không bị lệch lạc không giống như một số trường hợp là các bạn moi nhưng các bạn cắt các bạn xịt nước vào thì lúc về nhà khách hàng sấy khô chỉ khi các khách hàng vuốt thì nó mới đẹp còn không vuốt thì nó sẽ sẽ xấu cái tầng lớp nó sẽ lộn xộn nó không được bám không được so le không được liên kết đều các bạn nhé. đó sau đó các bạn sau khi các bạn đã đẩy kéo cắt rồi chúng ta sử dụng kéo tỉa chúng ta lại tỉa mọc đi để cho cái phần ngọn tóc nó bay nó có sự liên kết nó càng chặt hơn. À, lưu ý với các bạn à, mới vào nghề thì tôi khuyên các bạn nên sử dụng à, lược nhiều các bạn à, cắt lược với tông đơ nhiều nhé các bạn để cho nó lên tay thì các bạn sử dụng à, kéo lược với tông đơ các bạn cắt nhiều thì à, các bạn sau này cái, cái tay nghề của các bạn nó sẽ linh hoạt hơn các bạn có thể sử dụng à, trong nhiều trường hợp cắt được nhiều kiểu tóc khác nhau thì tôi khuyên các bạn nên luyện kéo luyện tông đơ mới lại luyện cái tay lược cho các bạn trơn à, chu còn nếu các bạn mà cứ uh, lắp cữ và các bạn cắt ấy, thì thường là các bạn tay nghề các bạn sẽ không lên được, tại vì các bạn bị lệ thuộc vào cái cữ quá và trong khi đó thì có rất nhiều kiểu đầu mà chúng ta không thể sử dụng sử dụng cữ chúng ta cắt được. Thực ra các bạn nghĩ là cắt cữ nó 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 nhanh nhưng mà thực ra là nó nó sẽ lâu hơn đấy các bạn. Nếu như đúng ra các bạn cắt cữ thì các bạn phải uh, chỉnh sửa hết cái đường gân của cái cữ về bởi vì cái cữ ngắn thì cái gân nó chúng ta không nhìn rõ nó không lộ rõ nhưng đối với những cái cữ dài ví dụ như 9 ly 12 ly uh, hoặc nhiều hơn nữa thì uh, các bạn biết là cái đường gân cữ nó rất, rất là nhiều uh, nó lộ rất là nhiều và cả, kể cả những tóc xót tóc răm rất là nhiều nếu như các bạn không mài không là kỹ lại được thì cái nhìn nhìn tổng thể cái đầu của khách hàng khi mà người ta nhìn trực diện vào nó sẽ sẽ lộ hết những cái điểm đấy ra chúng ta sử dụng uh, tông đơ kéo lược, chúng ta linh hoạt trong mọi trường hợp. Trước đây uh, khi uh, đi học nghề thì uh, ở các uh, trung tâm các bạn thường uh, sử dụng cái cữ và lắp vào và các bạn cứ vậy các bạn ủi thôi. thì cái đầu nào các bạn cũng ủi cũng ủi mà các bạn thiếu đi cái định hình, cái uh, định hướng cụ thể. cho nên uh, uh, khi gặp những cái trường hợp khó, kể cả những cái salon lớn, uh, các bạn cũng cái không cắt được những cái kiểu tóc uh, À, đòi hỏi những cái kỹ thuật à, cao về tông đơ mới lại à, kéo lược. Sau khi các bạn định hình xong phần khung rồi, chúng ta tiến hành à, chia ngôi cái đầu này, tôi sẽ chia theo 37. Và tôi sẽ à, tỉa bớt cái phần ngọn tóc, phần mái đi, đi một chút, chúng ta nâng lên một cái độ nhất định và chúng ta cắt bớt đi để tạo cái độ tầng, tạo cái độ à, à, bám, tạo độ sóng cho cái phần mái của chúng ta. chúng ta muốn cái mái chúng ta sóng nhiều độ đuổi nhiều thì chúng ta nâng cao cái phần uh, mái lên và chúng ta cắt thì nó sẽ tạo ra cái cái uh, độ tầng nhiều hơn cái đối với những người mà mái mà xoăn xù các bạn nhé thì các bạn nên tư vấn cho khách hàng là vuốt sóng lên bởi vì vuốt xuống thường chỉ dành cho mái bổ à, 46 mà vuốt xuống thì chỉ chủ yếu là dành cho những cái người mà cái sợi tóc nó thẳng mượt xuân mượt thì ok các bạn để xuống được còn với những người mà tóc xoăn xoăn tự nhiên thì các bạn khuyên khách hàng của chúng ta là nên vớt lên để tạo độ sóng à, tóc bồng mà tạo độ sóng chứ chúng ta không vuốt xuống được vuốt xuống được thì cái sợi tóc phía trước nó sẽ rất là xù. Nếu mà khách hàng muốn muốn xuống thì các bạn tư vấn cho khách hàng của chúng ta là ép cụp vào. có cái phần tóc của khách hàng này của chúng ta nữa các bạn thể thấy là cái sợi tóc rất là bông cái phần đỉnh, tóc rất là bông. Cho nên là chúng ta chỉ cần cắt quá thôi là nó sẽ bị bồng dựng hết lên, ok rồi các bạn ạ, sau khi đã cắt thì tôi tiến hành trải lại cho khách hàng, đây kiểu đầu về và tư vấn cho khách hàng về cách vuốt cách trải như thế nào thì các bạn tư vấn cho khách hàng, có clip của tôi xin được phép dừng lại ở đây, hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật cắt khác và những cái kiểu tóc khác các bạn nào mà có những cái kiểu đầu nào các bạn khó cắt các bạn uh, vui lòng uh, nhận xét cho vào phần nhận xét cái bình luận phần nhận xét để tôi uh, những cái video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể những cái kiểu tóc đó cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi các bạn hãy đăng ký